Xin chào quý vị đã đến với Bình An Tử Vi. Khi xem video này, chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình như thế nào đúng không? Hãy cùng với Bình An Tử Vi tìm hiểu về tử vi trọn đời để biết cuộc sống, tình cảm, công danh, tài lộc như thế nào nhé. Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy. Và thông qua tử vi chọn đời năm 2009 nạp mạng thì Bình An Tử Vi thì luận đoán quý bạn tuổi Kỷ Sửu nạp mạng thì thuộc vào mệnh hỏa, vì vậy mà tính tình khá nóng vội và có thể còn hờn dỗi rất vô lý. Và chính vì sự hờn dỗi cũng như tự ái sẽ khiến cho cuộc sống thiếu đi tình cảm gia đình lẫn tình cảm bạn bè. Và khi tuổi nhỏ thì không gặp may mắn và tương lai thì tốt đẹp hơn nhiều. Và đặc biệt là thời gian từ 25 tới 27 tuổi thì thu được ít nhiều thành công lớn lao về công danh cũng như tình duyên và tài lộc. Và trước khi đi vào chi tiết cho tuổi Kỷ Sửu năm 2009 nạp mạng thì quý cha mẹ và các bậc anh chị hãy chia sẻ video này đến tất cả mọi người tới quý anh chị năm 2009 nạp mạng nhé. Thông tin chung về tuổi Kỷ Sửu năm 2009 nạp mạng. Tuổi Kỷ Sửu là những người sinh năm 2009 và thuộc cung là cung Ly và có mệnh là Thích Lịch Hỏa và có xương là xương con trâu và có tướng tinh là tướng con cú và được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Coi tử vi chọn đời năm 2009 nạp mạng qua thơ. Kỷ Sửu số mạng như là lửa trời chớp nhoáng có ngày cũng tan. Số người mạng hỏa tương xanh, làm ăn thuận lợi, công danh dễ dàng. Thu đông xung khắc chẳng an, phòng người phản phúc, mưu toan hại mình. Chớ có tranh tụng hiểm nguy, ở đời nhịn nhục nhẹ thì cho ta. Anh em nghịch ý chẳng hòa, ở gần gây gổ, đi xa nhớ hoài. Số tuổi sau có đất điên, ruộng vườn mua sắm của tiền làm ra. Đầu tiên làm chẳng đặng an, hậu vận có của, làm ăn mới bền. Về cuộc sống của nam hạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Theo Bình An Tử Vi thì luận đoán tử vi chọn đời của 12 con giáp, nam giới tuổi Kỷ Sửu thuộc mạng hỏa và tính nóng và hay có những hờn dỗi vô lý. Tuổi nhỏ thì không mấy may mắn nhưng trong tương lai thì gặp nhiều điều tốt đẹp và đặc biệt là vào tuổi 25 đến 27 và có một vài thành công lớn lao trong cuộc đời và trên bước đường công danh cũng như tình duyên và tài lộc. Năm 18 tuổi là năm có nhiều may mắn trên con đường công danh và cũng có đỗ đạt. Vì suốt năm may mắn thì qua năm 20 tuổi thì lại càng tiến mạnh hơn nữa vào cuộc đời sẽ hoàn thành sự nghiệp trước dự định của mình. Và tuổi hưởng thọ trung bình 50 tuổi là mức tối đa và không quá sống xa nữa. Tuy nhiên nếu biết làm phước và ăn ở nhân từ thì có thể được gia tăng thêm niên kỷ thêm vài ba năm. Đường tình duyên của nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Và điều gì sẽ xảy ra khi Bình An Tử Vi nói với quý bạn tuổi năm 2009 Kỷ Sửu nam mạng rằng quý bạn là một con người rất đào hoa và điều đó thật khó tin với một số người phải không nào? Nhưng đó lại là sự thật và Bình An Tử Vi cũng dám cá với quý bạn tuổi năm 2009 Kỷ Sửu rằng sẽ rất khó tìm được hạnh phúc trong cái gọi là đào hoa của mình. Và thứ nhất là tuổi Kỷ Sửu có số đào hoa. Tuy nhiên là có nhiều giai đoạn thăng trầm và tình duyên sẽ long đong. Nhưng ở lúc ở vào số tuổi là 21, 22 và 23 tuổi thì quý bạn sẽ gặp ngay sự cay đắng phũ phàng và con đường tình duyên dù phải trải qua nhiều biến đổi nhưng cũng không làm cho cuộc đời có những điều may. Tuy có số đào hoa nhưng không bao giờ được hưởng sự tốt đẹp của hạnh phúc. Thứ hai là nếu quý bạn sinh nhầm vào những tháng này thì quý bạn sẽ có 3 đời vợ thì mới ăn ở với nhau có hạnh phúc. Đó là sinh vào các tháng 2, tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Thứ ba là nếu quý bạn sinh vào những tháng này thì phải 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là vào các tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Và cuối cùng là nếu quý bạn sinh nhằm vào những tháng này thì quý bạn sẽ tạo ra được một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc và chung thủy suốt đời. Đó là quý bạn sinh vào các tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Gia đạo và công danh của nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi thì công danh có nhiều triển vọng và bạn cần tinh tường hơn để nắm bắt đúng thời cơ. Và đến năm 27 và 28 tuổi thì công danh được vẹn toàn như ý và bạn phải chịu cảnh cô đơn nhiều hơn là được gần gũi với gia đình. Và công danh tiến triển cũng có phần trợ giúp cho người thân trong gia tộc nhưng cũng được thắng lợi là nhờ ý chí và nhẫn nại và sự tinh tường của bạn. Và công danh nhanh chóng được vẻ vang và chính là sự bù đắp về thiếu hụt trong chuyện gia đình. Vào năm 29 và 30 tuổi, Kỷ Sửu nam mạng thì xây dựng được sự nghiệp, nhưng đến năm 31 tuổi và 33 tuổi thì lại bị sụp đổ vì tin tưởng bạn bè quá mức, vì một số người phụ nữ xung tuổi.
về sau thì sẽ tạo dựng được sự nghiệp bền vững hơn. Và tiền bạc thì luôn song hành cùng với sự nghiệp và nhanh đến và cũng nhanh đi. Phải là qua năm 34 tuổi thì mới được ổn định. Nhưng tựu chung lại thì cả tiền bạc và cả sự nghiệp thì đều được như ý. Như vậy quý bạn đã có thêm góc nhìn về cuộc sống, tình yêu gia đạo của mình rồi đúng không? Giờ mời quý bạn hãy cùng tìm hiểu về tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp nên duyên vợ chồng và diễn biến cuộc đời mình từ năm 20 tới ngoài 60 tuổi nhé. Tuổi hợp để làm ăn với nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Nam mạng Kỷ Sửu trên những lựa chọn hợp với tuổi của mình về đường tài lộc như là Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý và Đinh Hợi để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ và gặp nhiều điều may mắn và thuận buồm xuôi gió, phát tài và phát lộc và không bao giờ phải lo lắng thua lỗ hay là thất bại. Chọn lựa tuổi vợ hợp với tuổi nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009 và muốn lấy vợ chồng sống trong hạnh phúc và viên mãn, vinh hoa và phú quý và tiền bạc rủng rỉnh và công danh tiền đồ mở rộng và sáng lạn thì con cái đều hòe và không phải lo nghĩ gì về bất cứ vấn đề thì nam mạng Kỷ Sửu nên lựa chọn kết hôn với các tuổi hợp với mình cả về đường tình duyên và tài lộc như Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý và Đinh Hợi. Vợ chồng sẽ vẫn giữ được tình cảm mặn nồng, nhưng tiền bạc thì chỉ vừa đủ tiêu và không thể vươn tới sự giàu sang và sung túc khi bạn kết duyên với những tuổi Nhâm Thìn, Giáp Thân, Quý Mùi và Tân Tỵ. Thứ ba là cuộc sống không mấy thuận lợi khi nam mạng Kỷ Sửu nên duyên vợ chồng với những tuổi như Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Đinh Mùi và Quý Mùi. Nguyên nhân là vì những tuổi này xung khắc với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Thứ tư là vào những năm xung kỵ trong chuyện lương duyên là 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi thì bạn không nên thành gia lập thất và xây dựng gia đình. Và cuối cùng là nam mạng Kỷ Sửu sinh vào các tháng 2, tháng 7, tháng 3, tháng 9, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch thì thường có số đào hoa, đa thê hay gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện hôn nhân. Những tuổi đại kỵ với nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Và hãy lưu nhớ trong đầu của mình những tuổi đại kỵ sau đây để tránh, đó là những tuổi Tân Mão, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Quý Mão, Bính Tuất và Ất Dậu. Việc cần tránh là tránh mọi bề và tránh hợp tác trong mọi chuyện làm ăn và tránh kết hôn vì cũng có thể nguy hại tới bổn mạng về sau. Những năm khó khăn nhất của nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Người tuổi này thì thuộc vào mạng hỏa, tính tình thì nóng nảy, làm việc thì hấp tấp và thường không có quyết định dứt khoát. Vì vậy hay nhận lấy thất bại và vào số tuổi là 23, 25, 30, 31 là những năm mà người này phải chịu những nhiều khó khăn, thăng trầm và đau buồn trong cuộc đời. Những hướng tốt và xấu với nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Đầu tiên là hướng tốt. Thứ nhất là hướng sinh khí, tức là hướng đông. Và theo tử vi ngày nay thì nhà này phú quý và thịnh vượng, người trong nhà thì đỗ đạt cao và có tài có danh, con cháu thì khỏe mạnh và thông minh, gia đình hòa thuận. Thứ hai là hướng thiên nhi, tức là hướng đông nam. Nhà này thì lúc đầu thịnh vượng và có tài có danh, giàu có và phụ nữ thông minh và nhân hậu, nhưng về sau thì nam giới bị bệnh và không thọ, và phụ nữ thì dễ thành cô quả. Thứ ba là hướng diên niên, tức là hướng bắc. Nhà này thì giàu sang và sức khỏe trong gia đình thì tốt, và con cái thông minh và thành đạt trong cuộc sống. Tuy nhiên thì cần hóa giải, thủy hỏa xung. Và cuối cùng là hướng phục vị, tức là hướng nam. Nhà này thì lúc đầu cũng có tài có lộc, nhưng cũng không giàu có. Và do nhà thuần dương và dương khí kém nên nam giới thì dễ mắc bệnh và giảm về nhân đinh. Tiếp theo là về hướng xấu. Thứ nhất là hướng tuyệt mệnh là hướng tây bắc. Nhà này thì khó giàu và làm ăn sa sút, tai họa thì nhiều. Và bậc cha ông không thọ và phụ nữ trong nhà thì phải sống cô đơn. Thứ hai là hướng ngũ quỷ, tức là hướng tây. Nhà này thì âm thịnh dương suy và nam giới đoản thọ và phụ nữ, nhất là con cái thứ, cũng gặp nguy hại và kinh tế sa sút. Thứ ba là hướng lục sát, tức là hướng tây nam. Nhà này thì âm thịnh và dương suy nên nữ giới nắm quyền và nam giới kém và tổn thọ. Và cuối cùng là hướng họa hại, tức là hướng đông bắc. Nhà này thì kinh doanh làm ăn khó khăn và kinh tế thì suy kém và nhiều chuyện thị phi và tai ương. Những màu sắc hợp và kỵ với nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Nam mệnh sinh năm 2009 thuộc cung là cung ly và hành hỏa thì hợp với các màu tương sinh thuộc hành mộc là xanh lá cây, và màu tương hợp của màu hành hỏa là đỏ, hồng và tím, và màu chế ngự được thuộc hành kim
là trắng xám và ghi, và kỵ với các màu đen và xanh nước biển thì thuộc hành thủy vì thủy khắc hỏa, và không nên dùng màu vàng và màu nâu thuộc hành kim vì hỏa khắc kim dễ bị sinh xuất và giảm đi năng lượng. Diễn tiến cuộc đời theo từng năm của nam mạng tuổi Kỷ Sửu năm 2009. Thứ nhất là từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Từ năm 20 tuổi sẽ gặp khắt khe trong vấn đề tình duyên. Tuổi 21 thì cuộc sống thanh nhàn hơn cả về tâm trí lẫn thân thể. Nói chung là trong 3 năm có đủ diễn biến của cuộc đời. Tuy là tài lộc có phần khó khăn và ít ỏi, nhưng còn lại thì công danh và tình cảm lại được toại nguyện. Còn từ năm 22 đến năm 26 tuổi, nhìn chung thì cuộc sống lắng xuống và công danh thì lại giáng lên cao và tình duyên lại buồn khổ. Đến năm 23 và 24 thì mọi chuyện tốt hơn và ít lo lắng hơn và có sự phát triển mạnh mẽ trên vấn đề tình duyên cũng như về công danh. Tiếp đó là từ năm 25 tuổi thì tình duyên được trọn vẹn và công danh ở mức bình thường và có thể lên cao hơn và hoàn thành về sự nghiệp. Tiếp theo là từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi thì đường tình duyên thì được vẹn toàn và công danh lên ở mức trung bình. Từ năm 27 đến năm 30 tuổi thì đường công danh lên mức cao nhất trong cuộc đời và tình duyên thì tốt đẹp. Tiếp theo là từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi thì đây là một quãng thời gian khắt khe nhất cho cuộc đời và tình duyên có thể sẽ bị đổ vỡ trong thời gian này và cần phải nhẫn nại và cố gắng nhiều hơn mới có thể vượt qua được. Còn về phần sự nghiệp thì có thể bị sụp đổ ít nhiều và đường công danh cũng dần dần chững lại ở năm 33 và 34 tuổi. Sang 35 tuổi là cuộc đời bắt đầu có những chuyển biến và chuẩn bị thoát khỏi vận hạn và cũng như chuyện phiền muộn. Tiếp theo là từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi thì sự nghiệp lại có cơ hội phát triển mạnh và tình duyên có sự thay đổi vào tuổi 36 và 37. Sang năm 38 và 39 thì sự nghiệp sẽ được bền vững và công danh thì lên cao và không còn ưu phiền, lo âu hay là đổ vỡ. Và cuộc sống trong khoảng thời gian này là khá hạnh phúc và êm đềm và cần phải tạo ra cơ hội cho bản thân phát triển hơn nữa trong mọi khía cạnh của cuộc sống và để có được đời sống an nhàn và sung túc hơn. Tiếp theo là từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Thì tuổi này thì có nhiều phúc đức và tuy có đổ vỡ vào năm 41 và 42 tuổi nhưng không quan trọng và ảnh hưởng lớn lắm. Sang năm 43 và 44 thì cuộc sống an nhàn, hạnh phúc êm ấm và có thể được hưởng những lộc nhỏ, những điều tốt đẹp về con cái. Và qua năm 45 tuổi thì mọi chuyện đều lấy làm tốt đẹp và không xảy ra những chuyện không may mắn. Tiếp theo là từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi thì quãng thời gian này là khá bình thường và cuộc sống của con cái thì khá sung túc. Về phần gia đạo thì cũng được yên hòa và không có chuyện gì quan trọng xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hay là công danh và sự nghiệp. Tuy nhiên thì năm 47 và 48 tuổi thì không có nhiều may mắn lắm và cơ thể thì có thể gặp bệnh hoạn triền miên, nhưng về mọi chuyện thì sẽ qua khỏi vào năm 49 tuổi và sang năm 50 thì lại trở lại và phát đạt hơn. Tiếp theo là từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Tuổi này thì hoàn tất mọi sự phát đạt và thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên thì số mệnh của bạn đã không được hưởng thọ hơn ở số tuổi này, nhưng con cháu về sau lại có số vượng phát về cả sự nghiệp lẫn công danh và tiền bạc. Và cuối cùng là từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi thì cuộc sống an nhàn và hưởng lạc hơn bạn nhé. Cảm ơn quý bạn đã xem video tới đây. Chắc hẳn quý bạn đã có những suy nghĩ toan tính cho cuộc sống của mình rồi đúng không? Lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chung cho tuổi của quý bạn và sẽ ứng biến vào cuộc sống của quý bạn ở từng thời điểm khác nhau. Nếu muốn xem tử vi chi tiết cho cá nhân, quý bạn đừng quên chia sẻ bài viết này và comment giờ, ngày, tháng, năm sinh xuống phía dưới. Bình An Tử Vi sẽ giải luận cùng quý bạn nhé! Rất hân hạnh khi nhận được comment của quý bạn ở phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở các video tiếp theo.